Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file hình ảnh sang Excel Giả sử như ở đây tôi có một hình ảnh Bây giờ tôi muốn là chuyển hình ảnh này sang file Excel Nếu mà tôi làm theo cách thủ công á Tức là tôi nhập từng nội dung Như vậy rất lâu và mất thời gian Thay vì vậy trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh Giúp bạn có thể là chuyển từ hình ảnh sang file Excel Thì cách làm cụ thể như sau Đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ mở chương trình web lên Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là fat.vn. Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là fatdoc.vn. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Tới cái mục là chuyển sang Excel thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là tải lên hình ảnh hoặc là PDF rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào dòng này Thế đây á Nếu yêu cầu chúng ta hãy đăng nhập Các bạn có thể là đăng nhập tài khoản Google hoặc là Facebook của bạn nha Ở đây tôi sẽ đăng nhập bằng Google này Bấm tiếp tục Chọn vào tài khoản Google của tôi Rồi sau khi tôi đã đăng nhập rồi á Tiếp theo ở đây Tôi sẽ tiến hành là bấm tải hình ảnh lên Sau đó tôi sẽ chọn hình ảnh mà tôi muốn chuyển qua file Excel đây là hình ảnh mà tôi muốn chuyển qua file excel. bây giờ tôi sẽ chọn vào nó này, bấm vào open. sau đó đây tôi sẽ bấm vào chuyển sang excel này. đó, các bạn đợi khoảng vài giây, quá trình chuyển đang diễn ra. rồi chuyển xong rồi á, nó hỏi tôi muốn lưu ở đâu, thì ở đây á, tôi muốn lưu ở mac desktop thì tôi sẽ chọn vào desktop này sau đó tôi sẽ bấm xây lại ở đây nó báo trùng tên thì tôi sẽ nhập thêm các ký tự mới để cho nó khỏi trùng tên bấm vào xây đó như vậy là tôi vừa tải phải xe về bây giờ tôi sẽ ra mình để có của máy tính để tôi kiểm tra đây là file sale mà tôi vừa chuyển từ hình ảnh qua bây giờ tôi sẽ mở lên này. đó bạn thấy không rất là giống rồi bây giờ tôi sẽ so sánh nha tôi sẽ mở hình ảnh lên này. đó các bạn thấy không tương đối giống nha sau đó các bạn có thể là định dạng lại để cho nó giống hơn thì dựa vào cái web này bạn có thể là đỡ phải nhập liệu đó nó giúp cho các bạn chúng ta chuyển qua phải xem cực kỳ nhanh luôn đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file hình ảnh sang Excel Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi